Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị đồng tu cùng tất cả chư vị. Thì hôm nay Thiền Trang làm một video để hướng dẫn cho quý vị cách tu, gọi là cái này, phương pháp này gọi là phương pháp tọa thiền niệm Phật. Đó là nếu mình nói theo kiểu của nhà thiền, hay là chúng ta gọi là tĩnh tọa niệm Phật nếu nói theo cách của Tịnh độ. Thì thật ra cách nào cũng nói không quan trọng, mà quan trọng các cái hành trì ở trong đó. Ở đây phương pháp này là để giúp cho quý vị làm gì? Thứ nhất là giúp cho quý vị được sức khỏe. Bởi vì cái phương pháp ngồi ở đây nó sẽ giải được rất nhiều cái khí độc ở trong người ra. Tại sao? Vì khi quý vị ngồi như đúng cái thế đó thì người sẽ cảm thấy người nóng lên. Và sau đó thì giải nhiệt ra được rất nhiều. Thứ hai là cái cách ngồi này cũng là cách ngồi mà nếu những người mà họ luyện về khí công, họ luyện thì nó cũng giúp cho nó đả thông kinh mạch. Nên tất nhiên chúng ta tu hành chúng ta không cần cái chuyện đó, nhưng tự nhiên nó cũng sẽ được như vậy. Đó là lợi ích về sức khỏe. Lợi ích thứ hai là trong các phương pháp thì phương pháp ngồi tu thì để nhập định là dễ nhất. Nói chung là nếu quý vị đi kinh hành hoặc là quý vị thiền hành hay tất cả những phương pháp khác thì vào được định thì rất khó, chỉ có ngồi xếp bằng là vào được định nhanh nhất. Thì niệm Phật cũng vậy, quý vị niệm Phật mà khi có công phu thì quý vị nên chuyển sang phương pháp này nữa. Tất nhiên chúng ta phải kết hợp nhiều phương pháp, nhưng đây là phương pháp nên quý vị nên vận dụng. Bởi vì quý vị mà vận dụng vào khoảng được một chút thôi, nếu quý vị ngồi được 15 phút thì nó quý hơn vàng, nếu ngồi được 1 tiếng đồng hồ. Tất nhiên mới đầu quý vị vào phương pháp này, quý vị thường là buồn ngủ, gọi là hôn trầm, cái gật gạt. Đó. Như vậy thì không có tốt. Tại vì sao? Mình chưa có công phu. Còn nếu như cơ thể mình nó bình thường, không có mệt mỏi, mà quý vị ngồi được phương pháp này thì quý vị ngồi được rất lâu. Và quý vị tâm quý vị không toán loạn thì quý vị ngồi đã lắm. Quý vị có thể ngồi một chút xíu là quý vị thấy thì sao hết giờ rất là nhanh, nhưng thực tế nó đã trôi qua 45 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ rồi, nhanh lắm. Cho nên đó là cái trạng thái, và nó dễ đưa chúng ta vào những trạng thái định. Định ví dụ như vị đáo định chẳng hạn. Vị đáo định là chưa tới định của trời sơ thiền, nhưng mà quý vị có thể thấy ngồi như thế này, quý vị có thể một hồi thấy những cảnh giới khác, thấy như toàn thân mình biến mất và vân vân, những thấy những cảnh tượng đó. Đó là quý vị nhập vào một chút định, coi như là chưa có định tới bao nhiêu. Nhưng mà Thiền Trang phải nói trước như vậy để tránh một số người ngồi xong mà sợ. Tại vì khi đang ngồi tự nhiên thấy toàn bộ khung cảnh là nó biến mất hoàn toàn. Quý vị sẽ thấy quý vị ngồi ở trong rừng, quý vị sẽ thấy quý vị ngồi ở trên mây vân vân, những cảnh tượng hoặc là thấy những cái hình ảnh kỳ lạ nó hiện ra. Thì nói quý vị đừng sợ những cảnh giới đó, phải bình tĩnh. Mình chúng ta đặc biệt dùng phương pháp niệm Phật không phải sợ gì cả, cứ niệm Phật hiệu, niệm Phật hiệu một chút thì hết cả cảnh giới đó, nó sẽ tự biến mất. Quý vị đừng lo lắng về chuyện đó. Còn nếu mà quý vị mà sợ thì quý vị có khả năng là rớt vào trạng thái. Nhiều người không biết đó, tu thiền mà người tu thiền bị nạn nhiều là khi ngồi tới những cái trạng thái vào định, nó vào trạng thái đó nó cũng giống như cái hiện tượng trong kinh Lăng Nghiêm nói là ngủ ấm ma đó. Quý vị thấy những cảnh tượng lạ, xong rồi người ta tại vì chưa có học giáo, tức là chưa học về giáo lý, cho nên thấy vậy, sợ quá. Cho nên có người á đang ngồi thuyền ra lên lầu 2 vậy, tự nhiên nhảy ra ngoài luôn, nhảy xuống đất luôn, rồi sau đó bị điên luôn. Cho nên phải nói trước là tất cả cảnh giới, người ta tu thiền thì người ta quán là phù Phật, sát Phật, phù ma, sát ma, tức là gặp Phật thì giết Phật, gặp ma giết ma, tức là những cảnh giới đó coi như không. Còn chúng ta niệm Phật thì chúng ta cứ niệm câu Phật hiệu, thì câu Phật hiệu sẽ giải hết được cái những cảnh giới đó. Đó, nói trước chứ không mà Thiền Trang chỉ rồi có người tu nhiều khi có thiện căn đó quý vị. Vì có thiện căn quý vị tu nó vào, còn có nhiều người ngồi hoài, ngồi cả mấy chục năm cũng không vào. Đó là thứ nhất là không biết điều tâm, thứ hai là không có đủ cái thiện căn tích từ nhiều đời. Cái này nó tùy thuộc vào mỗi người, không có ai giống ai hết.
Nhưng mà Thiện Căn hy vọng cái phương pháp này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho quý vị. Đầu tiên là quý vị ngồi là những người mà cảm cảm nhẹ nhẹ quý vị ngồi được là cũng hết hết cảm đó. Rồi quý vị buồn ngủ á, mà nếu mà quý vị ngồi được tỉnh ngủ, cái phương pháp này rất là hiệu quả và đầu óc rất thoải mái, rất khỏe khoắn, tỉnh táo. Cho nên ráng ha. Còn ai chưa làm được thì mỗi ngày tập một chút xíu, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Nếu tốt hơn thì nên tăng lên. Thật ra thì khi nào quý vị vào được á, quý vị thích ngồi mà, ngồi ngày này qua ngày nọ. Đó, ngồi từ hết sáng tới chiều tới thích nó ngồi lắm. Thì bây giờ thôi không có rườm rà nữa ha, bắt đầu chúng ta hướng dẫn từ đầu. Phương pháp như thế này. Đầu tiên á là chúng ta phải ngồi đúng tư thế. Thì nhà Phật có hai tư thế là kiết già và bán già. Thì quý vị để ý về chân của chúng ta. Ở đây chân ha. Nếu mà chúng ta dùng hai cái chân này, một cái chân đặt lên ngoắc lên đây luôn, hai chân kéo nhau á, thì cái đó gọi là kiết già, đó là tư thế tốt nhất. Nhưng mà tư thế đó ai mà đau á, cảm thấy đau nhiều á, ngồi nó cũng không vào định được. Cho nên tùy mỗi người. Đây, Thiện Căn biểu diễn kiết già trước ha. Kiết già, đây. Đây, đưa lên chân lên đây. Rồi sau đó đưa cái này lên đây. Quý vị thấy hai chân ha. Hai chân chéo ra nè. Đó, thì quý vị nên kê một cái bộ đoàn để nó cao cao lên. Ngồi thì nó không bị cái bị đau. Thì cái như thế này thì quý vị có thể ngồi thoải mái. Đó, đây là kiết già ha. Rồi, sau đó hai tay. Hai tay thì bắt đầu để thế này, để hai cái này nó tay trái dưới tay phải trên, Thiện Căn thì để vậy, là vậy. Hai cái này nó gần chạm nhau, tức là luồng điện nó sẽ chạy. Đó, đây kiết già, đấy là tư thế kiết già. Thì mới đầu có kiết già với bán già hoàn toàn giống nhau. À, đây bây giờ Thiện Căn xả kiết già ra để Thiện Căn làm bán già. Vì kiết già này không phải ai cũng ngồi được. Ngồi được thì nó càng tĩnh hơn nữa, vững hơn nữa. À, ngồi như vậy là không bật ngửa, là cái buồn ngủ cũng không bật ngửa. Rồi bây giờ mình xả. Rồi bây giờ thứ hai ha. Bây giờ là bán già, ngồi cho dễ ha. Bán già thì dễ thôi, quý vị cứ bắt cái chân này lên, bắt cái chân này xuống đi. À, bắt chân này xuống dưới này, bắt cái chân này lên vậy là được rồi. Tất cả cái chân này dưới này, chân này trên này luôn đó. À, quý vị thấy không ạ? À? Đây. Đấy, chân trái vào đây. À, chân phải lên là xong. Đó, như vậy là ngồi gọi là ngồi bán già. Hoặc là quý vị mỏi thì quý vị đổi chân cũng được. Chân trái, chân phải dưới, chân trái lên trên. Đó. Thì vậy cũng được. Đó, quý vị thế nào cũng được ha. Quý vị biết cách cái chân. Rồi, đây xong một chân ha. Bây giờ Thiện Căn tiếp tục là tay và thân nữa. Thì tay thì vẫn như cũ, hai cái tay này để ở đây thế này, nó phải cộm cộm chút xíu ha. Đó. Đó có đeo cái. Rồi thế này là quý vị ngồi được vậy. Bây giờ đầu tiên muốn ngồi cho thẳng thì đầu tiên phải hít thở ba hơi thật sâu. Hít vô bằng mũi và thở ra bằng miệng ba hơi, cách bán già hay kiết già. Thì ta hít thở như vậy để cho lưng của chúng ta nó thẳng, lưng chúng ta nó thẳng mà. Rồi tiếp theo mắt chúng ta có thể nhìn tầm đằng trước thôi. Đằng trước chừng khoảng cái tầm này nè, đó. Còn nếu không thì quý vị tốt nhất là nhắm mắt. Thì tại vì mở mắt ra mình cũng mới tán loạn. Nhà thuyền thì người ta thường chỉ cho người mới nhìn đằng trước đó cả đó. Còn mình thì mình nhắm mắt luôn. Nhắm mắt tốt hơn nha. Bắt đầu niệm Phật. Thì người ta thiền á, thì người ta sẽ người ta tu thiền á, thì người ta sẽ đếm theo hơi thở, hoặc là người ta dùng nó quán này quán kia. Còn mình niệm Phật là mình không có dùng quán, mình dùng câu niệm Phật. Còn chúng ta chỉ cần niệm 6 chữ hoặc là niệm 4 chữ. Thiện Căn thì niệm
bốn chữ A Di Đà Phật thôi, niệm thầm thôi ha, niệm thầm thôi, bốn chữ này A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm theo hơi thở bằng phương pháp của đại sư Ấn Quang, tức là khi hít vào thì A Di Đà Phật, hít ra thở ra thì A Di Đà Phật, hoặc là chia đôi hơi thở cũng được. Nhưng kinh nghiệm thì tốt hơn là hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Hoặc mà quý vị có thể nghe, ví dụ như bên cạnh nó có âm thanh là tiếng niệm Phật, niệm Phật thì quý vị có thể niệm nghe và niệm theo tiếng đó. Quý vị mở cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ đó ha, cũng được. Rồi quý vị cũng có thể nghe một cái kim đồng hồ nó kêu tách tách tách, mỗi cái tiếng tách đó thì quý vị cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật theo, niệm thầm thôi. Đó, bây giờ hiện trang này bắt đầu nha, thì quý vị niệm thầm. Thì thiện trang niệm theo hơi thở. Bây giờ xong, quan trọng với phương pháp này là quý vị phải xả thiền, phải có xả thiền. Nếu không xả thiền thì lâu ngày cái chân quý vị sẽ bị tê, bị đau, và cơ thể quý vị cũng không có tốt lắm. Khi ngồi một chút xíu thì người nó nóng ra, quý vị sẽ thấy là hơi nóng nó toát ra khắp người. Thì đó là do mình chập hai cái này, thì cái giống như cái luồng điện nó chạy từ cái này qua cái kia. Đây một cái tư thế, một cái kiết để mà vào định, mà một ấn để vào định ha. Thì đây, thì quý vị giờ bây giờ muốn xả thiền á thì chú ý nè, xả thiền đây là chúng ta ra, thì đầu tiên là chúng ta bắt hai cái tay ra, chập tay lại, thì khi làm chúng ta chạy nè, thì chúng ta niệm Phật cho nên mỗi lần chạy em may là Phật, em may là Phật, những thầm vậy đó, cứ chạy vậy thiện trang là có cái gì quen rồi, cứ chạy nó tự động niệm A Di Đà Phật, chà ra thật mạnh lên. Rồi quý vị bắt đầu chà từ trên đầu xuống, chà vậy nè, đó, chà từ trên đầu xuống, vuốt từ trên đầu á, mỗi cái 3 đến 5 lần đó. Rồi tiếp tục chà tới trán, cứ mỗi làm như vậy là điều cái niệm thầm theo, niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật theo đó. Đợt mắt, tiếp theo mình có thể mình xoa bóp để cho ta dại ra giống tay Phật, kéo kéo này cũng được, còn mình có thể tra xuống đó. Rồi bắt đầu mình sẽ khởi động cái đầu, để cho cái đầu đây ngồi rồi mình mới khởi động, thì giống như tập thể dục vậy thôi. Cái A Di Đà Phật như lắc qua tay trái, A Di Đà Phật, lắc qua A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Rồi bắt đầu cũng cúi xuống A Di Đà Phật đó, cứ cúi xuống nữa lên đó. Rồi tiếp theo mình sẽ đầu xả xuống tiếp cái vai, đó là mình nhúng vậy, cũng vậy, nhúng vậy 3 lần 5 lần nhiều hơn cũng được, làm gì Phật ha. Rồi bắt đầu mình lấy cái tay mình sẽ chà từ bả vai xuống đây, nếu tay này thì mình cái tay này thì thế lòng qua này, bên này chà ra ông này thì bên này chà này xuống, nếu khó quá thì chà bên thôi cũng được đó, nếu khó quá chà bên ha. Rồi tiếp tục chà dưới nàng lên, hoặc là chà trên xuống được, nhưng mà thấy bên đông y ta chỉ là nên chà lại dưới nàng lên đó, chà từ dưới nàng lên 3 lần rồi này cũng vậy. Rồi bắt đầu tiếp tục mình hãy chà tiếp tục, mà chà cái gì, chà bụng này đó, lần sau thì mình chà cái lưng, chà lưng này sao như chà bụng mình lưng đó, xả hết xuống. Rồi bây giờ mình sẽ xả chân, thì bắt đầu từ trong này mình chà ra,
Thì trong này mình trả ra ha, mình trả ra như thế này. Đó. Quý vị có thể dễ dàng. Rồi mình sau đó mình mới đưa chân ra. Đưa chân ra thì mình duỗi như ở đây chân dở tràn ra. Thì chân nào trên trên thì mình sẽ dở ra trước thôi. Dở ra một cách nhẹ nhàng đó, dở ra nhẹ nhàng. Mình trà tiếp. Trà tiếp. Trà này quan trọng nha, quý vị đừng lười biếng. Lười trà nó là thời gian là lâu là nó tê chân đó, rồi ngồi nó đau. Còn nếu quý vị thường xuyên làm thì nó không đau đâu. Rồi. Tiếp tục là chân này cũng vậy, đưa ra và cũng trà như thế. À, quý vị có thể để như thế này, mình có thể gập người để cho nó thẳng cơ thể thì mình có thể gập. Người nào dẻo thì gập khá hơn ha. Mình làm gì cũng Ami Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Rồi, thế ta xong rồi đó. Thì quý vị đó là xả xong. Thì quý vị có thể xếp chân lại, đứng lên. Đó, đứng lên. Thì đây quan trọng là quý vị phải có cái bộ đoàn để ngồi đó, nó căng hơn. Được cái bộ đoàn nào phù hợp. Nếu mà tu hành lâu đó, thì nên ngồi bộ đoàn. Còn nếu mà ngồi như thế này không á, ngồi đất không á, hạn chế ngồi đất không nha. Hạn chế đất không là nó bị cái hơi đất này nè, nó sẽ lên. Nó sẽ bị lên cho khiến cho quý vị lâu ngày nó bị bệnh. Tại vì cái người mình thì nóng, đất thì nó lạnh, cho nên phải có một cái lớp trải ra. À, còn cái bộ đoàn này giúp cho người nó ngồi nó ngay ngắn thôi. Đó, ngồi vậy thì quý vị không có bộ đoàn ngồi nó khó chịu lắm. Nhưng mà có bộ đoàn ngồi ngồi kiết già, đặc biệt ngồi kiết già rất là dễ. Thì phương pháp nó đơn giản vậy thôi. Nếu quý vị thực hành hàng ngày thì quý vị được nhiều sự lợi ích sức khỏe nè, cái thân thể mình sẽ tốt hơn. Thiện Trang thấy mà nếu mà Thiện Trang chịu khó công phu là nhiều, không phải làm công tác phiên dịch là nhiều mà làm thì sức khỏe tốt. Mà cái đợt nào mà bận biểu quá đó, mỗi ngày làm chỉ ít thôi đó, tu ít quá đó thì thấy người không được tốt lắm. Cho nên là hoài nó quen rồi, là ngồi thế này thì cứ ngồi cả ngày, bây giờ thích lắm, ngồi cả ngày luôn niệm Phật. Mà nó vô thì gọi là vào công phu á thì mới thích niệm, chứ còn không niệm một chút xíu mà thấy nó nhức đầu, quý vị tán loạn nghĩ đâu đâu đó. Còn khi mình ngồi một hồi nó vào được rồi, mình thích ngồi lắm, mình cứ ngồi xuống rồi hết hơi thở cho cao em. Thì chắc là vậy ha, bây giờ clip làm tới đây thôi. Quý vị có thể coi, quý vị học hỏi, chịu khó mở đi mở lại cái đoạn rồi. Thì Thiện Trang nói là cách này mình chủ yếu lấy niệm Phật là chính đối với người tu tịnh độ chúng ta. Nhưng đây cái phương pháp này để giúp vào định. Hầu như quý vị để ý, hầu như các vị chi cổ đều sử dụng các phương pháp này, gọi là phương pháp này có tên là tọa thiền niệm Phật hoặc là tĩnh tọa niệm Phật. Và nếu quý vị ngồi mà lâu ngày thấy nó nóng bức quá đó thì quý vị có thể bỏ tay ra. Bỏ tay ra nha, đừng có chập tay vậy. Mà bỏ ra thì ngồi nhẹ nhàng, quý vị có thể ngồi bình thường để ngồi vậy cũng được. Đó. Còn muốn dùng mỏ như thế nào? Sẵn đây nói chút xíu, tại sao quý vị thấy Thiện Trang này không quay nên Phật thì do là khi mình ngồi đó mình xả tiền ra đó, thì xả ra cái chân đưa ra ngoài đó. Cho nên là nếu mà ngồi quay cái chân lên Phật á thì không có cung kính. Cho nên thông thường ở trong thiền đường á là người ta sẽ ngồi đối diện quay nhau và quay vào vách. Bên này quay vào vách đây, bên kia quay vào vách kia. Nhưng mà tại do Thiện Trang là do quay video cho nên Thiện Trang quay ngược lại ra ngoài đây. Đó, còn quý vị có thể ngồi quay lên trên, nhưng mà tới khi mình xả, đến lúc xả chân á, xả chân ra thì mình hãy quay qua cái phía vào vách để mình xả chân để cung kính đối với Phật ha, chứ đừng có thò chân ra trước Phật vậy thôi. Thì thật ra thì phương pháp tọa thiền rất nhiều người chỉ rồi, nhưng mà Thiện Trang nghĩ là không phải ai có duyên để coi. Thì Thiện Trang chỉ cho quý vị nào mới thì để quý vị có duyên coi. Và phương pháp này là áp dụng vào phương pháp niệm Phật ha. Niệm Phật rất hiệu quả chứ không phải là thiền đâu. Cái này mình quan trọng mình lấy tâm mình để niệm Phật. Niệm Phật này vất vào định. Định vào nhanh lắm quý vị. Khi quý vị vào đây thì công phu có thể mấy tiếng kinh hành của quý vị hoặc mấy tiếng lại Phật
không bằng nửa tiếng ngồi đây đâu, nửa tiếng ngồi đây vào không vui được lắm. Còn nếu quý vị mà nghiệp chướng nặng, quý vị buồn ngủ quá, ngồi chút xíu ngủ gục mắt đỏ hoe thì chứng tỏ nghiệp chướng mình nặng, mà tập dần dần từ từ ha. Vạn sự khởi là nan, không phải đơn giản đâu. Hồi xưa thì nhân mới đầu cũng ngồi không được, tâm tán loạn lắm, nhưng mà giờ càng về sau thì càng dễ, mình cứ đừng nghĩ gì hết, mình cứ biết giờ này mình đang tu mình thôi. Và đồng thời nếu quý vị mà sợ mình bị mất thời gian quá lố đó, thì sợ phải làm việc này việc kia, thì quý vị có thể đặt một cái đồng hồ hẹn giờ để đâu đó, tức tại vì mình ngồi cái này nó mau qua thời gian. Nếu nếu mà quý vị vào công phu á mau á, ngồi một chút xíu nữa hết tiếng rồi, đồng hồ liền à, mình thấy một chút xíu à, nhưng mà thật ra là một tiếng đồng hồ đã qua. Cho nên quý vị đặt đồng hồ để quý vị đi làm việc à, nó kêu một cái là mình biết, nó giật mình là mình lo mà giật mình vậy mình ra, chứ không mà ngồi hoặc là buồn ngủ quá ngủ luôn ha. Còn không thì gọi là gì vô định quên luôn đó. Cho nên là hai trạng thái đó đều khiến cho mình quên. Người buồn ngủ á thì người ta sẽ gục xuống, gục làm chi chảy nước dãi nữa. Còn người tán loạn đó, cái dấu hiệu người tán loạn là khi ngồi họ không có an, cứ bứt rứt sau đó trong người á, họ đó tâm tán loạn, họ không có điều tâm được, thân thể nó sẽ rung rung rung, không ngồi không yên. Còn người mà ngồi yên được á là chứng tỏ người ta vô công phu á, đây gọi là có công phu ha. Thôi vậy video clip này làm tới đây ha, kính chào quý vị, chúc quý vị thực hành phương pháp này được nhiều hiệu quả. Thời gian tới thì đang cố gắng quay thêm các video clip hướng dẫn về kinh hành hoặc là lễ Phật, tức là lạy Phật đó, kinh hành và thiền hành vân vân, những cái phương pháp nào mà để kết duyên với quý vị, tại vì nhiều người có chưa có duyên để coi thì Thiên Trang sẽ chỉ kinh nghiệm thôi, mong quý vị góp ý. Đừng mỗi người thì có một cái cách tu, nhiều phương pháp lắm, cái phương pháp thiền này nhiều rộng lắm. Thiền Trang chỉ đơn giản thôi chứ không có chỉ sâu đó, thì mà mong quý vị đừng có coi rồi nói này nói kia ha. Mỗi người người ta chỉ một cách đơn giản để mình thực hành thôi, có hiệu quả thôi, chứ còn Phật pháp thì rộng vô lượng vô biên. Chào quý vị, A Di Đà Phật.